Gì? Cái gì vậy hả ông ấy nha? Thì có một đống con zombie dưới ngạn là những con quái vật đang đến đây xâm chiếm đó. Đâu? Ở dưới căn hầm bí mật của cậu chủ đó. What? Sao ở dưới căn hầm của tôi? Cũng không biết nữa, cậu chủ hãy đi xuống, cậu chủ hãy đi tìm cái chỗ chỗ bí mật đó rồi tiêu diệt tụi nó đi. Ok. Trời ơi, và hẹn ngay cho tất cả anh em mình là xây đây, và hôm nay mình nghe được một tin động trời, đó chính là mấy tụi mà zombie nó ngại vô căn hầm bí mật của mình rồi. Chắc anh em cũng không biết căn hầm bí mật của mình nó đâu đâu, cũng gần đâu đây thôi. Đâu ta, mình quên rồi anh em. À, gần đây nè. Đây nè. Ủa, không phải là rồi. Mình quên cái chỗ mà cho bí mật của mình rồi, nhưng mình nhớ mình đã đâu ta, quên rồi. Bầu tại cái chỗ bí mật của mình như mình quên rồi anh em, nhưng tụi nó sẽ xâm chiếm nhanh thôi, nhanh. Mình cần tìm cái chỗ bí mật của mình, cũng gần cái chỗ hiện ma ám nha thôi anh em ạ. Trời ơi, bây giờ không tìm được luôn cái chỗ bí mật luôn, ông nội ơi. Hai con này đang làm gì mà nó lại ở ngồi kìa nè. Không phải trên đội ta, không phải. Mình nghe không phải trên đội đâu. Trời ơi, bây giờ không quảng cáo. Thấy là mình bị đau nhiều hơn, rồi mình như vậy mình trở thành gánh nặng của gia đình. Vậy cho nên mọi người ai đang bị đau, tôi cầm được ba cái súng mà tôi không tìm nó rồi thì tôi khá là tức đấy. Tôi sẽ trả con ngựa ngùng bằng con này. Anh bạn mình đã vô rồi anh em ạ, chắc cũng sẽ tìm phụ mình thôi. Đúng rồi, có người
Nào mình xuất hiện rồi. Ôi giời, anh em ơi, cứu giúp tôi với tôi. Mày nghĩ chữ gì? Quá nữa. Tôi nhớ chỗ này thôi, cứ đập ở đây đây mày. Trời, không có luôn rồi. Trời ơi, sau khi mà mình đập gỗ mình ngon thì cuối cùng anh bạn nghe on nghe báo hủ mình đã tới rồi. Và mình cũng thấy được cái chỗ căn hầm bí mật của mình đây nè. Ồ đúng rồi, cái thằng zombie nó đã xâm chiếm chỗ mình rồi. Ui, có thằng vua nó kìa. Bắn! Tôi nói với bạn tôi ơi. Đi ơi. Quá nguyên hạng đây. Chị hết. Gầy. Chết hết trơn rồi. Nè nè nè. Bên tôi nè. Tôi nè anh bạn ơi cho tôi. Nè. Nè nè trái nè. Ở thằng vô này bắn đó mày, bắn đi bạn. Tôi hết bạn rồi. Bây giờ xong lên, bây giờ xong lên. Đập sỏi ra, đập cái này ra nè. Giờ chỉ cần hai đứa bắn nhau thì mới có, à hai đứa bắn nhau mới gửi về được bạn. Từ đâu? Dạ bắn đây bạn. Sao bạn không biết tôi bơi tôi? Để nói cho ông ấy nha. Ơi ông ấy ơi, gì vậy cô chú? Tôi làm xong nhiệm vụ rồi. Ok, hai người giờ hai người chỉ cần trả súng lại cho tụi tôi. Trả đi kìa. Tại sao? Thì có ông đó, ông phải mất tận mấy chục triệu ha. Không ấy à. Ý là tôi kêu là ấy cho tôi giữ súng về đi. Ok, cậu có thể giữ. Cái Maracos này Hít sọc. Ok, và video đến đây cũng khá là dài rồi. Tìm tận 44 phút thì chúng ta mới có thể tìm được. Và 3 phút còn lại thì Chúng ta đã tìm được cái cây súng, cái chỗ mà căn hầm bí mật của mình, và tiêu diệt hết chúng nó. Và nếu mà anh em thấy hay, nhớ like, share và subscribe rai cho tụi mình nhé. Và bye bye anh em. Quên cá quạng này. Tức cái gì? Vậy cho nên mọi người. Chết. Còn một máu. Thì cứ sẽ giết ngon. Thôi cũng sao thôi. Quái. Đi có một cây à, không có sao. Trời. Cái dùng gì chứ báo chứ quần quần gì thôi. Nè bắn ngay này, coi chừng quái cao nó chạy lên đây. Quái cao bây giờ. Coi bà bãi bay em nha.